Hello, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em trở lại với Zombie and Supercar Vlog. Và hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá một siêu phẩm Porsche Panamera Sport Turismo 4. Wow. Anh em cùng đi một vòng nhé. Đây chính là cái sự khác biệt trên cái bản Sport Turismo này. Đó chính là cái phần đuôi được làm theo phong cách của những chiếc xe GT Gran Turismo đấy các bạn. Tuy nhiên là trên Post Panamera thì nó làm phong cách khác, đẹp hơn. Đây các bạn quan sát cái phần mái vòm của chiếc Panamera Sport Turismo này, nó được làm xuôi xuống này, chứ nó không được làm vuốt cong xuống như chiếc Panamera bên kia. Đó, các bạn nhìn được. Bên cạnh có hai chiếc Panamera phiên bản tiêu chuẩn, còn chiếc này thì nó được làm đó, vuốt thẳng ra này, sau đó mới vát xuống. Nó tạo cái không gian cho cái hàng ghế thứ hai rộng hơn và không gian chứa đồ nó cũng rộng hơn so với cái bản tiêu chuẩn. Các bạn nhìn thấy đây, nó có ba cái khung này. Cái phần khung này nó cũng làm thoải ra chứ nó không được làm cắt phát xuống như chiếc tiêu chuẩn. Đây phần ngang sẽ các bạn xem. Đó, tại đây thì có một cái cánh gió này, bạn nhìn được cánh gió nó được gắn tít trên này và nó cũng có thể nâng lên khi các bạn chạy ở tốc độ cao các bạn nhé. Đây, cái chi tiết này nó cũng có thể nâng lên khi các bạn chạy tốc độ cao. Đây là phần đuôi, mình sẽ bật cái đèn hậu lên. Bật hệ thống điện, ấn cái nút này là nó sẽ bật cái đèn hậu và đèn pha lên. Các bạn có thể chiêm ngưỡng phần đuôi của chiếc Panamera 4 Sport Turismo này với cái dải đèn led ngang rất là đẹp luôn, rất ấn tượng. Đó, đèn led quá đẹp luôn các bạn. Chiêm ngưỡng cái cụm đèn led 3D cực kỳ ấn tượng. Này được trang bị hệ thống công xạ kép đối xứng hai bên. Đây, logo Porsche. Còn đây là cái bảng tiêu chuẩn này. Các bạn nhìn phần đuôi bảng tiêu chuẩn nó khác rồi. Khác, rất khác luôn. Mâm các bạn à, Sport Turismo 4 này, Panamera 4 Sport Turismo này, kích thước chiếc này được có lẽ là bộ mâm tùy chọn, kích thước 21 inch các bạn nhé, kích thước 21 inch như bản turbo luôn, sơn đen rất là đẹp, logo Porsche với màu vàng đỏ đen, cụm phanh màu đen, đĩa phanh cũng khá là lớn, lốp P0 rất bóng luôn, chứ không có màu nâu. Tiết mang cá này, màu đen. Phần đầu xe cụm đèn pha led này. Đó các bạn, cho vào đây một. Đây, đèn pha led, led 4 điểm, phong cách 4 điểm rất đẹp, bi rất to ở giữa luôn các bạn nhé, led rất to ở giữa này. Đó, với dải đèn led ngang dưới đây, hấp hút gió này. Đây là cái thông số của chiếc Panamera Sport Turismo này. Giá bán 6 tỷ 770 triệu đồng. Chiếc này thì giá bán tiêu chuẩn là 6 tỷ 378 triệu. Đã bao gồm cái tùy chọn nhá, tiêu chuẩn thì nó thấp hơn. Một số cái tùy chọn trên chiếc Panamera này. Đó các bạn nhìn không? Rất nhiều tùy chọn luôn. Standard đây. 4 tỷ 850 triệu. Thông số kỹ thuật, động cơ V6 3.0 lít,
330 mã lực, mô men xoắn cực đại là 450 Nm, dài 5049, rộng 1937 và cao 1428 mm. Panamera 4 Sport Turismo. Đó. Giá sau thuế là 6 tỷ 779 triệu. Vào bên trong và khám phá nội thất. Đây, không gian nội thất của chiếc Panamera 4 Sport Turismo. Cái ngồi chỉnh điện đa hướng này. Logo Panamera 4 đây. Ở đây có hệ thống âm thanh Bose. Bạn nào chiếc này được trang bị hệ thống âm thanh Bose. Wow, logo Bose. Ghế lái, ghế phụ và hai ghế sau đều có khả năng nhớ vị trí và chỉnh điện. Ốp gỗ này, gỗ bóng rất đẹp luôn. Đã vào được bên trong chiếc Panamera 4 Sport Turismo. Vô lăng tròn vo, bọc da màu nâu, trùng với cái màu da của ghế, đục lỗ thông hơi này các bạn. Nó thiết kế những cái nếp nếp này trông khá là thú vị. Tuy nhiên công dụng của nó vẫn là ngồi và giúp cho người dùng thoải mái hơn. Cái này nó cũng có thể đẩy ra được để bắt đùi chưa thử. Đúng không? Đây các bạn thấy này. Nhô lên này, nó nhô lên khá là dài luôn. Vô lăng ba chấu này, logo Porsche chính giữa này. Chiếc này thì có được trang bị gói Sport Channel, gói kích hoạt trợ thể thao giúp tăng tốc ấn tượng hơn. Có lấy chuyển số phía sau vô lăng này, set cruise control đằng sau này. Màn hình phía sau vô lăng thì rất là ấn tượng với một cái đồng hồ vòng tua chính giữa to nổi bật luôn. Hai bên là hai cái màn hình hiển thị bốn cái vòng tròn nhé các bạn nhé, hai cái bên này hai cái bên kia, rất nhiều và rất chi tiết những cái thông tin về chiếc Porsche Panamera này, cũng như cái thông số về động cơ, những cái cài đặt về động cơ, những cái hệ thống linh tinh khác các bạn có thể quan sát đây. Nếu mà đi giải thích từng cái thì mất hết một ngày các bạn. Cài đặt hệ thống đèn pha đây, tắt cái đèn pha đi. Về auto ốp gỗ này. Đây là cái màn hình giải trí cài đặt xe các bạn, kích thước chắc khoảng 12,3 inch. Đó, hiển thị một chiếc Porsche ở đây luôn các bạn nhé. Có cái cài đặt chế độ 4 triệu lái này, Normal, Sport, Sport Plus và Individual. Nâng hạ gầm ở phía trước này, hệ thống gầm giảm sóc Sport này, hoặc cánh lướt gió, cái cánh lướt gió phía sau, đó cái cánh gió phía sau nó được nâng lên này. Start top engine này, đây là car nhé, còn đây là navigation này, đó, vào theo, đó bản đồ đấy. Có rất nhiều những cái tính năng cài đặt ở đây. Như các bạn thấy thì bản đồ thì không có lưỡi bò nên các bạn yên tâm. Media này, chưa có một cái set phone này. Cái ca thì là vừa nãy mình ấy rồi. Climate, các cái điều chỉnh về điều hòa cũng như lượng gió. Cái này thì mình chưa rõ có là cái camera 360 độ các bạn nhé. Đằng sau này, cái này là bên phải này. Đây là đằng trước này. Toàn cảnh này. Đó, rất rộng luôn các bạn nhé. Đây là cài đặt về chiếc xe của chúng ta. Tại đây bên dưới còn những cái hiển thị điện tử, rất là nhiều hiển thị điện tử khác. Cần số ở đây, cần số hiển thị điện tử ở đây, có một P riêng. Đó, khá là vừa tay luôn các bạn nhé. Những cái nút cài đặt điều hòa thì lăn 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 ở đây.
xoay đây, phanh tay điện tử, có logo Panamera ở đây trên cái nền ốp gỗ. Đây là chìa khóa của chiếc Porsche Panamera 4 Sport Turismo. Ở đây có hai cái khay để cốc này. Đó. Hai khay để cốc này. Khay để đồ ở dưới đây. Với cổng sạc USB, cổng kết nối và một cái cổng tẩu thuốc 12V. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới. À, chiếc này còn được trang bị cái đồng hồ analog trên bảng táp lô đấy các bạn đó. Thế có logo Porsche tại tựa lưng, tựa là đầu các bạn nhé. Tại đây cái chi tiết này đến hơi khó quay, tại vì cái tấm gỗ này một nửa bên ngoài là gỗ bóng sáng, còn nửa bên trong là gỗ bóng tối các bạn nhé, như hình cảnh gián ấy, rất đẹp luôn. Cửa sổ trời thì dành cho hai khoang riêng biệt luôn, khoang lái và khoang phụ có hai cửa sổ trời riêng biệt. Ta sẽ ra khoang sau xem nhé. Không gian khoang sau, hai chỗ ngồi thôi. Có cửa sổ trời như mình nói vừa rồi rồi. Không gian thì phần trần rất là cao luôn các bạn, như vừa nãy mình nói đấy. Nó được làm thiết kế Sport Turismo, cái phần đầu nó phần đuôi nó được làm vát chứ được làm phẳng chứ không làm vát như chiếc Panamera tiêu chuẩn kia, mà nó sẽ được làm vuốt thoải thoải, do đó mới cắt vát thẳng xuống. Thế nên cái không gian đầu xe cũng như cái không gian cốp chứa đồ nó sẽ rộng hơn so với bản tiêu chuẩn. Đấy là cái lợi thế của bản Sport Turismo. Hàng ghế sau thì cũng được trang bị một cái màn hình điều chỉnh ở đây, khá là tiện nghi luôn các bạn nhé. Đó, rất là hiện đại luôn này. Đó, điều chỉnh ghế ngồi này, các tư thế ghế ngồi, nói chung là rất hiện đại luôn. Các bạn phải trực tiếp quan sát hoặc là trực tiếp sử dụng thì nó mới thấy nó hiện đại như thế nào. Có hai cái khay để cốc và cổng sạc, hai cổng sạc USB ở đây nhá. Bệ tì tay đây. Có một cái khay để đồ ở dưới. Chiếc này thì cốp còn được trang bị tủ lạnh mini kèm theo luôn các bạn. Rất là hiện đại luôn. Còn đây là tổng thể khoang cabin này. Khá là đẹp luôn. Các bạn thấy quan sát đấy. Đây là tổng thể của cái khoang cabin mà mình vừa giới thiệu cho các bạn đấy. Bây giờ chúng ta sẽ ra khoang sau nhé, ra cái cốp chứa đồ phía sau. Đó, cốp mở điện rất rộng luôn. Đây chính là cái tủ lạnh mini kèm theo, gắn theo của Porsche, có logo Porsche. Khoang chứa đồ khá là rộng rãi. Đây các bạn thấy cái cánh lướt gió mà mình vừa nãy mình bật rồi này. Đó, nó đã nhô lên này. Đó. Hết sảy luôn, hết sảy con nhà 37 luôn. Porsche Panamera 4 Sport Turismo. Quá đẹp. Có lẽ mình sẽ kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Goodbye.